Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, việc đòi hỏi trách nhiệm người đứng đầu là một nhu cầu thiết yếu để bảo vệ quyền lợi của nhân dân và đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Chúng ta cần thực hiện nghiêm túc việc này, đồng thời xây dựng một hệ thống quản lý và lãnh đạo đúng đắn, có trách nhiệm và minh bạch để đảm bảo công bằng và sự phát triển bền vững của đất nước. Điều này sẽ giúp tăng cường uy tín và sự tin tưởng của người dân đối với đảng và nhà nước và xây dựng một xã hội văn minh, công bằng và phát triển. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết yêu cầu trách nhiệm người đứng đầu là quyền và lợi ích của người dân chứ không phải là việc làm cực đoan như có tờ báo đã phê phán như vậy. Bài viết của Nguyễn Trọng Nghĩa Trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý lãnh đạo đất nước luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng và khó khăn nhất. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển của quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang phát triển không ngừng, việc đòi hỏi trách nhiệm của người đứng đầu càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Điều này được phản ánh rõ ràng trong quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng có lịch sử lâu dài và có vai trò quan trọng trong việc đưa đất nước đi lên. Điều này được thể hiện trong nghị quyết số 26, một tài liệu quan trọng của Đảng nó quy định rõ ràng trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý lãnh đạo đất nước. Việc này không chỉ là một nhiệm vụ chính trị mà còn đòi hỏi sự trung thực, tận tâm và sự hiểu biết sâu sắc về tình hình đất nước. Với việc quản lý đất nước, không chỉ có những thành công mà còn có những thất bại và những thất bại này thường đến từ sự thiếu trách nhiệm của người đứng đầu. Hai sự kiện gần đây mà chúng ta có thể thấy rõ nhất về việc này đó là lễ hội áo dài hoa cúc biển tại Nghệ An và sự kiện giải bơi biển The Arena Oseman 2023 tại Khánh Hòa. Vụ việc lễ hội áo dài hoa cúc biển ở cửa lò Nghệ An cho thấy rằng các quản lý địa phương đã không thực hiện tốt trách nhiệm của mình khi để cho một đoàn xe mang thêm biểu tượng của quân đội Mỹ và chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa tham gia diễu hành. Điều này đã gây ra sự căm phẫn của các cộng đồng và phản ánh rõ ràng sự thiếu sót trong việc quản lý và điều hành sự kiện này. Sự việc ban tổ chức giải bơi biển The Arena Oseman 2023 cũng cho thấy sự thiếu sót trong quản lý chủ quyền biển đảo của Việt Nam khi trên trang web và các nền tảng truyền thông của mình đã biểu hiện bản đồ hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam bằng tên hành chính của Trung Quốc. Đây là một sai sót nghiêm trọng vì nó đe dọa chủ quyền của quốc gia và làm mất lòng tin của người dân đối với chính phủ. Vụ việc xâm phạm và công việc nội bộ của Việt Nam áp đặt chính trị Việt Nam khi bắt vận động viên của hai nước Nga và Belarus ký vào bản lên án chính phủ của họ thì mới được tham gia giải đấu cũng cho thấy sự thiếu sót trong quản lý và lãnh đạo. Đây là một hành động không chấp nhận được, không chỉ là mất mát uy tín và lòng tin của người dân đối với chính quyền mà còn ảnh hưởng xấu đến quan hệ ngoại giao và thể thao Việt Nam với chẳng những Nga và Belarus mà còn với cả thế giới. Nếu các nhà lãnh đạo không nhận trách nhiệm cho những sai sót và thiếu sót của họ thì họ không thể được xem là những nhà lãnh đạo có trách nhiệm. Tất cả những vụ việc trên đều là những trường hợp cụ thể cho thấy việc đòi hỏi trách nhiệm người đứng đầu là hoàn toàn chính đáng. Việc quản lý lãnh đạo đất nước là trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam và bất kỳ sự cố nào trong quá trình này đều cần được xem xét và giải quyết một cách nghiêm túc chính vì vậy việc đòi hỏi trách nhiệm của người đứng đầu là cần thiết và đúng đắn nhưng không chỉ đơn thuần là yêu cầu mà cần phải có các biện pháp cụ thể để thực hiện việc này đầu tiên cần tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức của các nhà lãnh đạo về trách nhiệm của mình đồng thời cần tăng cường giám sát kiểm tra và trừng phạt những người đứng đầu có vi phạm trách nhiệm của mình thay vì chỉ trông mong vào việc đòi hỏi trách nhiệm của người đứng đầu, chúng ta cũng cần phải xây dựng hệ thống cơ chế kiểm soát, giám sát và báo cáo trong các cơ quan quản lý đảm bảo sự minh bạch, trung thực và chính xác trong việc quản lý và điều hành. Điều này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình quản lý. Cuối cùng, chúng ta cần tạo ra một môi trường làm việc và cống hiến thực sự của người đứng đầu trong việc thực hiện trách nhiệm của mình chính phủ và các cơ quan quản lý cần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà lãnh đạo và cán bộ công chức trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng như đánh giá và thưởng thức những thành tựu trong quá trình làm việc. Trên cơ sở đó, đòi hỏi trách nhiệm của người đứng đầu là một nhiệm vụ không thể thiếu trong việc quản lý và điều hành đất nước. Chúng ta cần tập trung vào việc tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức về trách nhiệm, tạo ra các cơ chế kiểm soát, giám sát và báo cáo hiệu quả cùng với môi trường làm việc và cống hiến tốt để đảm bảo người đứng đầu thực sự có trách nhiệm và cống hiến cho đất nước. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể xây dựng được một đất nước vững mạnh, phát triển bền vững và hạnh phúc cho mọi người dân. Những vụ việc gần đây đã cho thấy sự thiếu trách nhiệm và sự lơ là của các nhà lãnh đạo, người đứng đầu trong quản lý điều hành đất nước. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của đất nước, đảng và nhân dân Việt Nam để xây dựng một nền tảng phát triển bền vững đảm bảo quyền lợi và đòi hỏi của nhân dân chúng ta cần tôn trọng và thực hiện nguyên tắc trách nhiệm của người đứng đầu việc này là nền tảng của đảng cộng sản việt nam và cũng là đòi hỏi của nhân dân việt nam để thực hiện và đảm bảo nguyên tắc trách nhiệm chúng ta cần có sự nghiêm túc và quyết liệt của những người đứng đầu đặc biệt là trong việc quản lý và lãnh đạo đất nước những người này phải đảm bảo sự minh bạch chính trực và công bằng trong hành động của mình để đảm bảo việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu. Chúng ta cần có các quy định và các cơ chế để kiểm soát, giám sát và phê bình hành động của họ. Nếu có sai sót hoặc vi phạm, những người đứng đầu này phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình và sẽ bị phê bình hoặc xử lý. Điều này đòi hỏi sự quyết tâm của toàn bộ xã hội, đặc biệt là của các nhà lãnh đạo, người đứng đầu trong việc thực hiện và đảm bảo trách nhiệm của họ. Chúng ta cần tạo ra một môi trường thuận lợi để các người đứng đầu có thể thực hiện và đảm bảo trách nhiệm của mình, đồng thời cũng cần có sự quyết tâm để xử lý những sai sót và vi phạm trong quá trình thực hiện trách nhiệm của họ. Nếu các vụ việc trên không được xử lý nghiêm túc và đúng đắn, sẽ gây ra tác động tiêu cực đến uy tín và sự tin tưởng của người dân đối với Đảng và nhà nước, gây mất cân bằng trong xã hội và tạo đà cho các hoạt động chống phá, đối nội và đối ngoại để tránh tình trạng trên chúng ta cần thực hiện nghiêm túc việc đòi hỏi trách nhiệm người đứng đầu điều này cũng phải đồng hành với việc xây dựng một hệ thống quản lý và lãnh đạo đúng đắn có trách nhiệm và minh bạch để đảm bảo công bằng và sự phát triển bền vững của đất nước như đã được đảng và nhà nước nhấn mạnh tất cả các lãnh đạo cán bộ đảng viên phải luôn tuân thủ nguyên tắc dân chủ xã hội chủ nghĩa tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân làm việc cho nhân dân nhờ nhân dân và dựa vào nhân dân. Vì vậy, việc đòi hỏi trách nhiệm người đứng đầu là một nhu cầu thiết yếu để bảo vệ quyền lợi của nhân dân và đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Chúng ta cần thực hiện nghiêm túc việc này, đồng thời xây dựng một hệ thống quản lý và lãnh đạo đúng đắn, có trách nhiệm và minh bạch để đảm bảo công bằng và sự phát triển bền vững của đất nước. Điều này sẽ giúp tăng cường uy tín và sự tin tưởng của người dân đối với đảng và nhà nước, và xây dựng một xã hội văn minh công bằng và phát triển